Thưa quý vị, là khi mà biết tin có một người bạn hay là một người thân của mình sinh con thì câu hỏi đầu tiên chúng ta thường hỏi là cháu trai hay là cháu gái vậy và cháu được bao nhiêu cân? Có lẽ bởi vì cân nặng thì nói lên khá nhiều điều về điều kiện sức khỏe của bé và từ đó thì cũng nói lên là công sức của gia đình bỏ ra để chăm sóc bé có vất vả hay không? Lâu nay thì chuyện sinh đôi không phải là hiếm và ai cũng biết là khi sinh đôi thì sự vất vả của gia đình có lẽ không phải gấp đôi mà gấp 3 4 lần. Thế nhưng sinh đôi mà một bé gái à một bé thì có 9 lạng, một bé thì chỉ dưới 1 cân mà hai cháu thì đều an toàn khỏe mạnh như là trường hợp của cặp vợ chồng chúng ta gặp gỡ sau đây thì thực sự là rất hiếm. Hai bé sinh đôi Nguyễn Quế An và Nguyễn Quế Chi hiện hơn 4 tháng tuổi. Hai bé được sinh ra khi mẹ là chị Nguyễn Lan Phương mang bầu ở tuần thứ 28. Khi vừa sinh, bé Quế An chỉ có 900g và bé Quế Chi nặng hơn 1kg. Vợ chồng anh Nguyễn Anh Tú, chị Lê Lan Phương chia sẻ, đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc các con. Sinh non, chăm đã khó, mà sinh đôi thì sự khó khăn còn tăng lên gấp đôi. Từ việc cho bé uống thuốc, đến việc cho bé ăn, ngủ, tất cả các việc đều phải huy động tối đa người trong nhà để đảm bảo giờ giấc sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng cho các bé. Xin giới thiệu là anh Tú và chị Phương đang có mặt cạnh tôi cho trường quay cuộc sống thường ngày hôm nay. Trước tiên là chúc mừng hai bạn đã có một đôi công chúa đúng không, mà chỉ trải qua một lần sinh nở thôi. Tôi nghĩ là có lẽ là cũng có nhiều người, trong đó cũng có cả tôi nữa, đôi khi ao ước là khi mình sinh một lần mà lại được hai đứa con một lúc thì cũng là một cái niềm vui. Tuy nhiên thì đấy cũng là cái duyên trời cho thôi đúng không? Bạn Tú và bạn Phương này, tôi thấy là trong những hình ảnh vừa rồi thì thấy hai cháu bây giờ cũng đã rất là cứng cáp rồi. Bây giờ thì cân nặng của các cháu như thế nào? Một cháu thì cháu lớn thì được 4 cân, còn cháu bé thì được 4 cân 3 ạ. Thế là cũng tăng lên khá nhiều rồi, mà các cháu đã được 4 tháng. Hơn 4 tháng một tí ạ. Thế thì các cháu ăn ngủ có ngoan không? Các cháu ăn trộm vía thì cũng ngoan ạ. Nhưng mà ngủ thì cũng có hôm thì ngoan, có hôm thì lại không ạ. Đấy, tôi thấy là thường các cháu ở những tháng đầu thì rất hay thức về đêm. Thế thì hơn 4 tháng vừa rồi các bạn đã có được một cái giấc ngủ nào ngon giấc chưa? Mới đây mới ấy đấy ạ. Thế bạn Tú thì sao? Thật ra thời gian đầu lúc mới về thì còn yếu nên các cháu cứ ăn xong mà ngủ. Nhưng mà khoảng 2 tháng sau thì cũng ổn ổn hơn, thì bắt đầu là cũng có vẻ thức nhiều hơn, thích lớn chơi hơn. nhiều hơn. Nên bây giờ có vẻ vất vả hơn ạ. Có lẽ là phải hỏi về cái thời điểm mà lúc đầu khi hai cháu ra đời đúng không? Khi đấy thì các cháu chỉ có mấy lạng thôi, rất là nhỏ, chỉ bằng 1/3 so với một cái trẻ sơ sinh thông thường. Thực ra thì chúng ta đều biết là khi mà một em bé mà ra đời mà cân nặng nhỏ như vậy thì cũng có rất nhiều những cái rủi ro về mặt sức khỏe. Thì lúc đấy thì hai bạn có cái suy nghĩ như thế nào? Phương? Em thì lúc đầu em thấy rất là, vì nó quá là bé, em cũng thấy hy vọng rất là mong manh ạ. Với lại cũng không biết nói gì, vậy là cảm thấy là sao nó lại bé như thế á. Lúc đó thì người phụ nữ bao giờ cũng yếu mềm hơn, thế còn Tú thì sao? Thực ra lúc đấy thì cá nhân em thì cảm thấy là lúc đầu thì bác sĩ cũng nói rất khó khăn. Thật ra là gia đình em thì cũng có người nhà làm bác sĩ nên cũng biết là trường hợp của hai con nhà em là cực kỳ khó. Thường để một thì đã gặp trường hợp này đã rất khó rồi, còn để đôi thì nó còn khó rất nhiều lần. Thế nên là thực ra tâm trạng của em lúc đấy thì thực ra là cũng bỏ bê hết mọi thứ, chỉ loanh quanh ở viện trông chờ xem các con thế nào, ngày nào cũng thế thôi, đứng chờ. Thì mãi sau một tháng thì khi có tín hiệu tốt hơn từ các bác sĩ ở bệnh viện Việt Nhật thì em cảm thấy là yên tâm hơn. Và sau khoảng 2 tháng thì các cháu được ra khỏi phòng ngoài chăm sóc, thì lúc đấy mới thực sự là cảm thấy yên tâm phần nào. Còn bây giờ ta vẫn lo cho đến khi chắc là các cháu
được khoảng hơn 2 tuổi thì chắc là mình hết lo. Nhưng mà tôi nghĩ cũng đã yên tâm hơn rất là nhiều vì nhìn các cháu rất là khỏe mạnh bụ bẫm rồi. Tôi nghĩ là cái điều này phải hỏi hai bạn luôn là cái thời gian đầu ấy thì các cháu phải nuôi trong trong lồng kính trong viện đúng không? Thì lúc đó các bác sĩ thì chăm sóc chế độ đặc biệt rồi. Nhưng mà cái giai đoạn khi các cháu được về nhà thì khi đấy cái vai trò của bố mẹ mà chăm sóc các cháu mới thực sự là khó khăn. Thế thì các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi và khán giả được không? Bởi vì thường như các cháu sinh thiếu tháng thì về vấn đề thị lực hay là vấn đề phổi thì đặc biệt rất là yếu. Vâng, thì lúc mà các cháu cũng may là trước khi các cháu về nhà thì bác sĩ cũng tạo điều kiện cho hai vợ chồng em vào trong bệnh viện để chăm các cháu trước 1 tháng á, để ví dụ có vấn đề gì thì bác sĩ sẽ tư vấn với lại nói với mình để mình dễ dàng chăm các cháu hơn ạ. Thế là về nhà em sau khi ở bệnh viện 1 tháng thì mình quen dần, về nhà mình lại cảm thấy là bình thường ạ. Nhưng mà trong cái cách mà chăm sóc các cháu thì phải có một cái gì đó lưu ý, chế độ gì đó đặc biệt so với những trẻ khác không? Có nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Giả sử những cái đặc trưng nhất là lúc cho uống thuốc, thường là trẻ sinh non là chắc chắn phải uống rất nhiều loại thuốc, tùy vào mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thì như con em thì uống khoảng 3-4 loại thuốc. Thì thường khi trẻ sinh non uống thuốc thì thời gian đầu nó hay bị sặc, rất dễ sặc. Và rất dễ sặc thì thường dẫn đến ngạt, thì thường là mặt mũi tím tái và đương nhiên là tình trạng thở là không có. Thì thường lúc đấy theo cái kinh nghiệm của các bác sĩ ở bệnh viện hướng dẫn thì có thể dùng cái cách như là búng chân, búng tay, làm sao để em bé khóc thì lúc đấy sẽ theo em hiểu có lẽ là chắc sẽ thở được, hoặc là cho thở oxy thì bọn em cũng sẵn sàng đã để sẵn oxy để có thể thở bất cứ lúc nào. Thế mới đấy là cách mà bọn em làm quen ở viện, và khi về thì sau khi về viện bọn em vẫn gặp. Đấy, đấy là về việc uống thuốc, về cho ăn thì cũng hoàn toàn tương tự. Thì thường trẻ sinh non ăn thì không được như trẻ bình thường, thường ăn không, tức là không để tự dừng được mà cứ thấy mút, đôi khi mút nhiều quá là quên cả việc thở. Thì ăn nhiều sau một lúc thì cũng dẫn đến sặc và cũng xảy ra tình trạng là tím tái và không thở. Thì thường mình cũng lại tiếp tục làm, gia đình em thì làm theo cách kia. Và cũng may mắn là tức là mình cứ búng vào chân tay để cho các lòng bé bàn chân này tay nhớ đấy. Ra đúng không? Vâng, thì bé khóc thì các bé khóc sẽ thở được hơn thì sẽ thở được. Thì đấy là những cái đặc thế còn về nhất. Những cái chế độ dinh dưỡng thì có khác nhiều lắm không? Có phải bổ sung cho các cháu nhiều hơn? Các cháu thì ở trong lồng kính thì bác sĩ có kê thêm một số các loại thuốc như là thuốc trợ phổi với lại thuốc thêm canxi, vì các cháu ở trong lồng kính bác sĩ bảo là sẽ thiếu canxi nhiều hơn các trẻ bình thường ạ. Với thêm những thuốc bổ để các cháu ăn uống tốt hơn ạ. Nhưng mà dù sao thì tất cả những khó khăn ban đầu nó đã qua rồi đúng không? Vẫn còn những cái lo lắng, vẫn còn những cái chờ đợi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái kinh nghiệm các bạn đã có thì sẽ giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong thời gian tới. Xin cảm ơn hai bạn. Và thưa quý vị, là theo như thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì trung bình cứ 10 trẻ ra đời sẽ lại có một trẻ sinh non. Vì thế mà thế giới có cả một ngày gọi là Ngày Thế giới vì Trẻ Sinh Non, là ngày 17 tháng 11 để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng. Bởi vì là hàng năm có tới hơn 1 triệu trẻ sinh non tử vong. Vì vậy chúng tôi hy vọng là những kinh nghiệm mà của vợ chồng chị Phương và anh Tú ngày hôm nay sẽ rất là hữu ích với những gia đình có hoàn cảnh tương tự.